Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày 14 tháng 10 năm 2021. Và đây là cầu Hiệp Ưng. Cầu sắt Hiệp Ưng các bạn ha. Trên đường Nguyễn Duy. Hôm nay mình trở lại khu vực này để đi gửi tiền cho hai cô chú gốc Tiều Châu. Chị Janet Trương, mình nhớ là ở Mỹ. Chị gửi tiền cho họ. Rồi, bây giờ chúng ta đi ha. Đợt trước mình có quay khu vực này rồi, và đợt trước thì nước nó cũng khá là cao. Hôm nay các bạn thấy nè, nước cạn. Phía bên kia là đường Phạm Thế Hiển các bạn ha. Đây là cây cầu Hiệp Ưng 1, bên kia là cầu Hiệp Ưng 2, mình nhớ là vậy. Bên kia là cây cầu, là cầu bê tông cốt sắt. Ở đây là cây cầu sắt này thôi. Từ đây chúng ta sẽ vô nhà nha. Bên phía tay trái đây, cái cụm nhà đó đó các bạn. Căn nhà của cô chú là căn nhà thuê ha. Có cái cửa sổ đằng kia kìa, nhìn ra cái bờ kênh, nhìn ra con kênh. Đối với mình á, thì ngày xưa nhà mình cũng ở bên cạnh dòng kênh luôn. Mình rất là thích cái tiếng tàu nha. Cái tiếng tàu máy chặt tạch tạch tạch. Ở đây là tiếng cầu sắt. Nhìn chung mà ở quen rồi sẽ ngủ được thôi. Trời mới vừa mưa xong. Ở đây có cây mặt hà nè. Lá xanh mướt luôn ha. Rồi bây giờ vào trong. Có cô chú không? Đường sắt. Rồi vô trong luôn. Dạ rồi. Bữa nay thay được tấm dáng hả cô? Dạ. Cái này người ta cho á. Cho hả? Dạ, người ta cho lễ vô. À, bữa nay con vẫn còn 80 kg đó. Dạ. Rồi bước vô, bước vô, bước vô. Bước mà run run. Rồi con chào cô chú. Dạ. Dạ rồi. À, cô chú có chị Janet Trương á, ở Mỹ á, giờ là cổ gửi cho cô chú nha. Số tiền là 200 đô. Rồi cô chuột. Trời ơi cô chuột kìa. Hola. Dạ. Dạ. À, cổ vừa gửi về cho cô chú là 200 đô cho hai chị em. Thì còn mỗi người 100 đô ha. Thì cái số tiền nó là hơn 4,6 triệu. Ở đây con gửi cho mọi người 4,7 triệu luôn. Rồi quy gửi tiền đi quy. Đây. Đây. Ở dưới dưới cầm cái số tiền đi. Đây là 4,7 triệu. 1, 2, 3, 4,5 triệu. Rồi 4,7 triệu đó. Rồi. Điểm này đi con. Dạ được rồi. Rồi. Đợi con chút xíu nha. Dạ. Rồi cho phép con bước qua bên kia. Cái ghế liền xuống trong anh. Dạ dạ dạ. Mấy bữa nay có làm gì để sống không cô chú? Dạ bằng đến với nhà anh ơi. Đến với nhà một ngàn một cây palm, một cây 35 ngàn. À bữa nay là ship giấy. Dạ giấy. Cái này người ta lãnh rồi, rồi đi con mình làm. Làm giấy này. Dạ. Dạ ở đây là cái bên nè. Dạ giấy bằng mã đó. Luôn á. Một ngày làm 35 ngàn đồng, làm tới tối luôn. Dạ. Làm sáng làm đêm luôn. Dạ. Là hai ngày đó là chị, đây là em trai. Dạ rồi. Làm sáng làm đêm một ngày. Dạ rồi. 35 ngàn tiền Việt Nam. Dạ. Rồi cô chú, cái số tiền đó là chị Janet Trương gửi ha. Dạ. Dạ. Cô chú gửi lời cảm ơn không? Dạ, cảm ơn. Nói cho em trai. Cổ có thể là người quản, người Tiều Châu á. Người Tiều Châu hả? À, gì cô có nói đi. À, có chè, à chè, à cô, bị ngò, chị Bạc Minh, thì Mỹ, dậu, xì, bà thấp mà. Có chè, à cô, à chè, hãy ngồi cô. Dạ rồi. Dạ rồi. Biết nghe rồi hả? Nghe, nghe, cô biết nè. Cô nói cô cảm ơn cô Janet Trương đã gửi 200 đô cho cô. Dạ rồi, rồi. Ở cô ở Mỹ. Dạ rồi, con chào cô chú nha. Cô chú nói tiếng Tiều được không? Nói tiếng Tiều đi. Nói cảm ơn chị Janet bằng tiếng Tiều được không? À cho chà. Cô Janet Trương á. Cô Janet á.
chân hết, làm tròn trẻ chân hết. Dạ. Nó bé bằng, nó bé như nhà mũi kim. Dạ. Rồi rồi, con nghe mũi kim con biết là mỹ kim rồi đó. Rồi thôi con chào nha. Dạ dạ. Rồi con chào. Rồi. Nhớ anh nhớ. Đợt trước là cho chú nó bị bệnh nó bị hồ kỳ có được cái toa thuốc cái sổ kháng bệnh đó. Nhớ nhớ nhớ. Bây giờ ai ở nhà này với chú? Nè cậu đi nè, cậu này ở. Cháu ổng. Cháu hả? Cháu ở nhà này luôn á. Nó cho chăm sóc cho ông bà thờ cho. Trời ơi. Con cái ông vợ. Con ai hết trơn á. Bệnh hoạn đó. Đợt trước là có gửi tiền cho chú này mà đúng rồi bị Covid gọi là bị luôn á hả? Ủa, có cho 500. Đi chích rồi 2 giờ chiều á. Tức là chích vaccine rồi sau đó là bị chết luôn. Phản ứng phụ hả? Dạ. Rồi đợt trước có cho làm chung nói là bảo vệ chung cái con chết đi á. Dạ đúng rồi. Bây giờ là coi như là chú qua đây là hương khói rồi nhà sao? Dạ. Dạ. Cháu kêu cậu. Bây giờ là coi như là chú đó để là nhà cho chú luôn hay là mướn nhà này mướn mà? Để là nhà cho ông luôn. Bà ngoại rồi đó giờ. À dạ dạ. Chỉ có cái khai cái mướn rồi. Dạ. Dạ 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 rồi nhớ rồi. Chỉ nhớ là đưa tiền cho chú đó được đó thôi. Dạ rồi. Rồi thôi chào anh nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi Chứa Chan, Gia Lào.